Xin chào anh em. Hôm nay thì đồng hồ Vazui em sẽ lên và giới thiệu tới anh em một vài những cái mẫu sản phẩm đồng hồ uh, dây da của Oren, của Oren Star và của Seiko nữa anh em nhé. Uh, mức giá thì nói chung là dao động, nói chung là nó cũng ngon và ngon bổ rẻ phải nói thật với anh em là ngon bổ rẻ để cho anh em dễ chơi và trải nghiệm một con máy mới. Uh, trong video ngày hôm nay thì em có tình trạng đó là toàn bộ là mới một trăm phần trăm. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ sớm cho em luôn qua hotline là 0347 808 219 anh em nhé và em sẽ đi lần lượt từ trái sang phải để uh, cho anh em dễ xem đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc orange star Đó, chiếc này là chiếc orange star open Hut mặt xanh blue uh, với dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ có 40 giờ trước có tối đa cùng với đó là cái phần độ cơ open hết góc hướng 9 giờ và như em thấy thì cái điểm khác biệt nhất ở trên cái dòng này thì chúng ta sẽ có cái kiểu thiết kế nó là một cái dòng phân khúc là open hết nhưng mà về con này thì bây giờ thiết kế của chiếc này trên thị trường hiện tại bây giờ anh em tìm gần như là không còn nữa rồi rất hiếm nhá và ở trên đây thì em đang có một chiếc hàng new 100% mới để giao lưu và phục vụ tới anh em về cái phần sai mặt của em này thì chúng ta sẽ có là sai khoảng độ tầm size 40 39.6 thôi sai rất nhỏ và vừa tay Cùng với đó là độ dài là 12.1 em này thì anh em nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 15 16 hoặc là 17 thì nên tay cũng rất là đẹp rồi đó một phần một phiên bản à, mới new hiện tại thì trước này bên em đang ra cho anh em mức giá là hơn 11 triệu một xíu anh em nhé hơn 11 triệu một xíu thôi nên quanh khoảng anh độ tầm 11 triệu 8 đó, con này chống nước 53 cỗ máy F7 R6 bản nội địa Nhật máy in Japan máy Epson anh em quan tâm trước này thì có thể liên hệ sớm cho em luôn và đặc biệt là dây của em này sẽ được trang bị đó là dây da cá sấu thật 100% cùng với đó là khóa bướm chống gập vẫy dây anh em nhé kính thì bắt được trang bị đó là kính sapphire nguyên khối cong vòm đó một cái chất lượng kính cho chúng ta về cái mức độ thông số chống xước rất tốt ok và đến với chiếc thứ hai ở đây chúng ta sẽ có một chiếc orange symphony Zen 3 à, đối với chiếc này thì hiện tại bên em đang để cho anh em mức giá là chỉ có 3 triệu ba trăm nghìn thôi cho một con phiên bản hàng mới phải nói với anh em nếu như mà tầm giá này bây giờ anh em không thể nào mà tìm được một con hàng mới máy chuẩn có đầy đủ chức năng nên có tai nên có tự động và có dừng kinh doanh khi chỉnh giờ như em này cả Đó, phải nói là trên thị trường bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi mà mức giá thì nói chung là quá sinh viên rồi 3 triệu ba anh em có một con máy cơ đến từ nhật với thông số chống nước năm ba cùng với đó là bộ thép không gì về phần mặt số em nay ở đây em đang có một chiếc mặt xanh blue xanh disc blue xanh pha đen đó và form size là để, em sẽ đo lại cho anh em cái form size của chiếc này chúng ta sẽ có là form size 41.2 và độ dày đây chúng ta sẽ có là thì đối với dòng sản phẩm này thì anh em nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 10 15.5, 16 hoặc là 17 thì anh em lên tay cũng khá là đẹp rồi. Đó mặt kính thì sẽ bắt được trang bị đó là một bộ mặt kính khoáng cứng và 12 bộ cọc số của em này thì sẽ được trang bị đó là bộ cọc số kẻ vạch à, thiết kế form 3 kim một nịch rất là dễ chơi. Đó và bộ dây của em này thì vẫn được trang bị đó là bộ bộ dây uh, da, đó dây da bò, dây vân cá sấu và khóa vẫn là trang bị khóa xiên anh em nhé. 3 triệu 3 bảo hành 5 năm, năm miễn phí ship toàn quốc anh em ạ mã sản phẩm uh, thứ ba ở đây cho em có là một chiếc Oren Itin Gen 2 chiếc uh, này nó là một chiếc phải nói là quá đẹp với cái thiết kế bộ vỏ màu rose gold vàng hồng rất là sang trọng vợ cùng với đó là phần kim cọc nữa thì uh, do sản phẩm này bên em đang ra cho anh em mức giá là 4 triệu 300 nghìn cho một con phiên bản hàng mới đó trang bị kính sapphire và có nộ cơ open hết góc hướng 9 giờ mặt trắng chảy tia logo orange góc hướng 12 giờ đó 12 bộ cọc số sẽ có thiết kế đó là bộ cọc số kẻ vạch và bộ vỏ của chiếc này sẽ là vỏ thép không dỉ 316 và chống mài mòn chống xuất ra và chống oxy hóa khá là tốt à, còn về mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt đáy hở cũng gần như là toàn bộ những cái chi tiết máy ở bên trong chúng ta sẽ có uh, dính tem chống hàng giả hàng nhái đến từ orange máy ép sơn máy f 6 t 22 với 22 chân kính và 21.600 tần số dao động 4 ,3 triệu ba cho em này một thiên một thiết kế cũng phải nói là cực kỳ là trẻ trung và form size của em này thì em sẽ đo luôn cho anh em form size 40.8 gần 41 và độ dày đây chúng ta có là 12.2 đó, form này thì anh em nên cổ tay cho em đo đó khoảng độ tầm 10, uh, 16, 17 hoặc 18 thì lên tay khá là đẹp rồi. Sau đây mã dòng sản phẩm thứ 4 ở đây em có một là một chiếc Seiko à, chiếc này Seiko mặt vân vải rồng anh em nhé bản dây da đó dây da cũng là dây da xanh luôn mặt vân vải rồng thì chiếc này hiện tại bên em đang để cho anh em mức giá là 7 triệu 700 nghìn đó một con phiên bản hàng mới anh em ạ 7 triệu 700 nghìn nhá hàng mới đó hàng new 100 phần trăm mặt đáy sẽ là mặt đáy hở bản make in Japan, nội địa nhật luôn cho anh em về cái phần form size của cái dòng Seiko Precise này thì nói chung là nó rất là vừa tay và dễ đeo anh em ạ với phần form là 40.3 và độ dày đây chúng ta có là 11.9 à, uh, form này thì anh em nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 15 16 hoặc là 17 thì anh em lên tay cũng khá đẹp rồi đó với phần mặt kính là mặt kính khoáng cứng cong và nộ cơ open hết góc hơn 9 giờ cùng với đó là bộ cọc số là bộ cọc số thiết kế lấy cảm hứng từ những cái ni cốc theo đó bản này là bản nội địa nhật mấy in Japan anh em nhé đó form cực phải nói là cực kỳ là dễ đeo và dễ lên tay luôn anh em quan tâm trước này thì có thể liên hệ sớm cho em và ngoài ra thì dây khóa này anh em để ý khóa còn nguyên siêu chưa có bóc luôn anh em nhé đó <laughs> còn rất mới anh em quan tâm thì có thể liên hệ sớm cho em luôn để đặt hàng lấy một chiếc nhá chứ là hiện tại em chỉ có duy nhất là một chiếc thôi hàng new một phần trăm và đến với một phiên bản nộ cơ còn hớt nữa form size nhỏ cho anh em với chiếc này thì là chiếc orange bambino màu xanh form size 40.3 và độ dày đây chúng ta có là 12.3. Thì đối với dòng sản phẩm này bên em đang để cho anh em mức giá là 4 500 000 Trong uh, cho một chiếc hàng mới và uh, mặt kính cũng là mặt kính kháng cứng cao luôn. Đặc điểm của cái dòng Oren Bambino này phải nói là cái kính của nó rất cao. Và bây giờ hiện tại em đang có chiếc này là chiếc uh, bản nội địa Nhật, Made in Japan. Nói thật với anh em bây giờ như chiếc này anh em tìm trên thị trường nó đa số là bản quốc tế thôi. Đó, còn ở đây em Duy đang sở hữu cho anh em một chiếc nó là bản nội địa Nhật Made in Japan luôn. Đó, nội cơ open hết góc, no góc hướng 9 giờ. Nogo Oren góc hướng 12 giờ đầy đủ cho anh em. Đó, bản Japan anh em nhé Mặt đáy sẽ là mặt đáy hở size dây 21 và dây là sẽ được trang bị đó là dây da bò. À, giờ phân cả sáu cho anh em Dòng Babino này phải nói với anh em là đeo lên tay cực kỳ đẹp và sang luôn Đó, Rất là dễ đeo phù hợp với những anh em học sinh sinh viên Đeo lên tay nương khoảng nương tháng khoảng tầm 5-6 củ đeo cũng khá đẹp Ok vừa rồi em vừa báo giá cho anh em năm mẫu tất cả đến từ những cái thương hiệu lớn của Nhật thì anh em nào quan tâm đến mẫu sản phẩm nào thì có thể liên hệ sớm cho em để đặt hàng nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.